Xin chào các bạn, lại là mình đây. Trong video này mình sẽ cập nhật cho mọi người cái dự án. Trước đây mình có chia sẻ mọi người là nhận 5 token NFT Book đúng không ạ? Dự án này thì tất cả mọi người tham gia đều sẽ nhận được token nha mọi người nhá. Thì vào ngày bao nhiêu đây? 12 tháng 8 mình có chia sẻ với mọi người dự án này. Đây, thì đến hôm nay thì nó sẽ có một cái form để mọi người có thể điền thông tin, để bổ sung thông tin mọi người sẽ nhận được tận 5 token này nhá. Và cái dự án này nó đã có cái danh sách 200 ví may mắn nhận được Whitelist để mua ICO. Mình có chia sẻ với mọi người rồi đúng không ạ? Mình có đăng lên tab cộng đồng và phần tức là thông báo với mọi người là đã có những cái danh sách ví mọi người được mua được ICO đúng không ạ? Thì hôm nay thì nó sẽ có một form để mọi người có thể điền thông tin để nhận được cái token AirDrop này nhá. Ok, để điền thông tin này thì mọi người sẽ về vào kiểm tra cho mình. Cái dự án này trước đây mọi người thứ nhất là dùng Telegram, cái tài khoản Telegram như thế nào thì bây giờ gọi điền tài khoản Telegram vào đây cho mình này, sau đấy là điền địa chỉ ví này, địa chỉ ví tức là địa chỉ ví mọi người đã điền ở trong cái dự án lần trước như mình nhá. Đấy, sau đấy mọi người sẽ vào form này cho mình. Đầu tiên mọi người sẽ điền username Telegram mọi người này. Ở đây thì mình username của mình như thế này. Mọi người xem lại nhé, mình sẽ để video hướng dẫn dự án trước đây ở dưới phần mô tả cho mọi người. Tiếp đến địa chỉ ví này, thì mọi người dùng địa chỉ ví nào thì bây giờ mọi người sẽ copy địa chỉ ví đó cho mình nhé. Trước đây thì mình đều dùng địa chỉ ví ETH hoặc địa chỉ ví BSC ở trên Bitrate. Sau đấy mình dán vào đây. Rồi, tiếp đến là email. Email thì mọi người sẽ nhập địa chỉ Gmail của mọi người vào thôi. Ok, bây giờ mọi người sẽ nhập vào, sau đấy mọi người sẽ gửi cho mình nhé. Đang bấm gửi cho mình. Rồi, nó sẽ có một cái form phụ nữa. Thì nếu như mọi người muốn điền thêm cái form này thì mọi người cũng điền vào cho mình nhé. Đây, thì mọi người sẽ điền thêm cái form này vào cho mình. Cũng điền tương tự nhé cho mình nhé. Nó có hai form mà, mọi người sẽ điền vào đây cho mình. Rồi, cũng ở đây form thứ hai thì mọi người chỉ cần điền cái ID tài khoản Telegram này, sau đấy là địa chỉ ví thôi, là mọi người có thể gửi luôn, bấm gửi cho mình này. Ok, như vậy mình đã hướng dẫn mọi người update lại cho mọi người cái dự án nhận 5 token NFT từ dự án Super Vira. Tạm biệt mọi người, hẹn mọi người những video tiếp theo, và nhớ hãy xem lại video ở dưới phần mô tả để mọi người xem mình làm dự án đấy dùng địa chỉ ví nào thì mọi người sẽ nhập vào cho mình nhé. Tạm biệt mọi người, hẹn mọi người những video tiếp theo.